Chào anh em nhá, chào mừng các bạn quay lại với kênh Nhịp Sống Tây Bắc anh em nhá. Hôm nay anh em mình sẽ xuống để giúp chú anh làm cơm các bạn ạ. Hôm nay là chú ấy bảo là sẽ hoàn thiện nhà đây này. Anh em vừa mới làm thêm mấy cái này này. Hôm nay là tổng kết thợ. Nên là chú anh sẽ làm món gì không biết các bạn ạ. Hình như là tiết canh gà thì phải. hay là cá đông lạnh không biết nhá. Ăn cá thôi. Món gì đấy cho anh? Vì cho em ăn gì đấy, anh em ăn gì đấy cho anh? Cá đông lạnh. Trời sinh căng nhỉ. Không. Cái này chú nên đổ mát cao vào một tí. Nữa này ạ. Ừ, mát cao vào một tí nữa đổ tôm mà. Cảm giác bóng chóc ác quá. Chắc là trên nó có vữa nó rơi ra đúng không? Ờ, dưới này nó đổ cái tôm anh thơm. Cái này có lắp này không? Đây, chú Dũng đang dạy em thơm đánh tiết canh. Em thơm mà chưa bao giờ chọc tiết và tự đánh tiết canh bao giờ đâu anh em nhá. Chỉ anh em có thể hãm cho thơm thì thơm mới đánh thôi. Còn tự hãm, tự làm này chưa làm bao giờ đúng không? Chưa. Bây giờ đang chú Dũng dạy đúng không? Bây giờ con ngan 3 cân thì chú Dũng không 3 cân thì mình chỉ lấy một. Mình phải viết vào tin nhắn đàng hoàng gửi lưu là vào cái nó té và cái lời nhắc ấy. Em thơm biết ác rồi, ở nhà cũng đánh ác rồi, phải qua siêu mình thôi. Cần gì chú Dũng đánh không đánh kiểu chú Dũng này lần trước đồ ác. Nhưng đánh hai bát, một bát nhỏ bát to, bát nhỏ cho mì chính à. Kiểu rằng hàm lượng mì chính đủ luôn đấy, một thìa mì chính. Chia ra hai bát này. Đây công thức mới của chú Dũng nha các bạn nha. Còn một khi anh em mình toàn quay công thức của chú anh lúc được lúc không. Không có xem chú Dũng thế nào. Có khi hôm nay chú Dũng lại lên thời lên mục giảng thế này là tí lại không đông thì xấu hổ lắm nhỉ. Giờ là mười hôm nay mười một chung với cả chú anh thì mình cũng phải làm thôi, chứ còn em thơm cứ hay trêu mình. Một thìa mì chính, một thìa muối tách riêng ra. Xong rồi thôi, bây giờ như thế nào? Thế này cái này là bao nhiêu thìa muối? Một thôi. Một, còn cái này mì chính à? Bây giờ chú sẽ đánh vào đây. Chú sẽ cắt tiếp vào đây và cắt vào đây nữa. Sao lại cắt vào đấy thì là thế nào không hiểu? Không chia nhau ra mà, sợ nó ấy. Có nghĩa là nó không đông bát là thì được bát này gì? Hòa vào nhau. Thì lại hòa vào nhau. Hòa vào nhau thôi mà. Anh em mình không chẳng biết ông ấy học ở đâu, như học qua mạng hay sao ấy. Nhưng mà ông này dạy khó hiểu phết, từ đấy là mình không hiểu cái gì cả. Nghĩa là mình phải bỏ điện thoại ra ghi lại đây này. Đó, căn bản là cho một 11 thìa này nước à. Cho một thìa ấy, một bên thì 9, một bên thì 11. Có nghĩa là thế được, nếu mà không 9 một thìa muối, một thìa nước. Một thìa muối mình thường mì chính, còn bên này là bao nhiêu thìa nước? 11. Còn bên này là 9. 9 là bên muối, còn 11 là bên mì chính đúng không? Hết chia liều ra luôn đi nhỉ. Bên 10 cái nhỉ. 9 là mình sẽ cắt thiết ít vào đây đúng không? Còn lúc đánh thì mình lại trộn với nhau đúng không? Bên 10 cái. Thế nói thế cho nó dễ hiểu. Thế bây giờ lúc đánh là không cho nước gì nữa đúng không? Thế này thôi đúng không? Thế là cho trộn vào là lên hàm mỏ luôn thôi. Càng nhé. Anh em hãy đợi xem. Cái hôm nay thầy giáo Dũng dạy như thế có chuẩn không nhá? Hôm nay dạy, lên bục giảng dạy còn phải dạy em thơm sợ dùn ác đúng không? Ok, công thức ở đây hết rồi anh em ạ. Nếu mà thành công thì lưu lại rồi. Nếu mà thành công sau này em thơm ấy thì phải còn nếu mà không thành công thì là nào? Nếu không thành công thì thua. Thầy thì chứ còn việc gì còn gì nữa. Thầy vớ vẩn đúng không? Làm thế à? Nồi xôi của anh em mình đã chín anh em ạ. Nhiều anh em có hỏi anh em mình nấu xôi kiểu gì thì anh em mình nấu xôi kiểu này anh em ạ. Cho vào cái chỗ này này.
Đấy. Anh Quỳnh chạy về nhà có việc tí anh em nhá. Mình làm calamen hộ. Ai ha. Rồi, nấu nồi. À, nấu xôi này kiểu rằng nấu cách thủy ấy anh em ạ. Ơi. Nấu bằng nồi này. Đây, hơi nó bay lên anh em ạ. Bay lên là chín thôi. Này chỉ ăn thôi đúng không? Nào ừ. Lên để cho nó nguội. Xong rồi anh em ạ. Rồi. Quá ngợi bác Khánh ạ. À. Mệt không? Cho anh. Mệt không? Mệt. Ơi, tiếp anh như này. Đông cứng lắm. Cùng nhận nhờ. Nghiêng... Sợ cũng thước ác nhỉ. Sợ chú Dũng ấy nhỉ. Nghiêng 90 độ không rơi. Này. Dạo này chú Dũng lên tay nhỉ. Chú Dũng được. Căng chú Dũng nhờ. Đây, mở tay anh em ạ. Mệt. Cho anh để chiến mặt à? Ờ. Xin phép anh em nhá, thử muối mì nhá. Chiến đi, thoải mái. Ôi giời. Mời tất cả anh em nhá. Lên. Thử muối mì. Lên. Em mệt. Có đắng không cho anh? Ủa ôi, đắng thôi đúng không? Nhưng mà đắng bùi đúng không? Ơi tỏi. So. Yeah. Ngon. Tuyệt vời anh em mình được. Chuẩn bị đặt mâm nhá. Ôi, anh em nhá. Anh em đặt mâm đây, mâm đây. Rồi. Ai à. Rồi, bác Khánh nha. Cho vào này nha nhỉ. Ok, thế thôi. Một em ở dưới này thôi. Ừ. Rồi. Tiết canh thì các bạn ạ, ui dồi ôi. Không ngờ chú Dũng ấy. Đây con đòi chót. Đi là cứ tiết canh lên đi. Nó hào đông sao anh. Sợ chú Dũng giận anh em ạ. Công thức thì bây giờ ở trong điện thoại hết rồi. Đi vào trong bộ nhớ hết rồi, cũng nhận rồi. Ờ chú anh có mấy cái bộ này căng nhờ. Thế kia là con Sơn Dương à? Ờ, Sơn Dương. Chú ấy sưu tập hơi căng đấy nhờ. Tính bán à? Không, cứ mang để treo à. Tưởng là định nấu cao cho anh em ăn. Không, à, treo để đúng không? Đây, bán. À. Đấy, chú sẽ treo ra đây. Mọi kia cho bóng nháy đi. Ờ, mai kia chú sẽ móc muối vào. Tức là chú nên làm khó hát đấy. Cho bóng nháy vào đi. Dưới này chú tâm tin vào nữa. À, đấy, ok rồi. Dưới đây cất đi được không? Các biểu. Cất kỹ ăn nè. Không, nhà bên này có cái to này, cái nhỏ này sang nhà bên kia này không nhỉ? Không thì chó tham hết đấy. Cái to này là cái nhỏ này được phết đấy. Cái nhỏ này được ấy chứ nhỉ? Mình á, nhỏ chẳng ai nhỉ. Thế này khen sắc ác nhỉ. Khen điện là sắc như dao ấy nhỉ. Còn mời anh em đi, một bát rượu, một bát tiết canh. Con ngan khủng với một ít ốc đậu. Thế thôi nhỉ. Xong là ít bia. Mời nhà quên nào ăn mừng nhà vệ sinh mới của chú anh. Thế thôi nhỉ. Chủ yếu là thông cả chứ. Đúng rồi, mình đi. Có cái ăn là tốt rồi. Anh em à, mình đồng ý làm sao nhờ thứ cả nhỉ? Đủ chưa? Thôi lên đi thứ cả, đi ăn lên đi. Nào, sức khỏe thứ cả nhá. Cảm ơn thứ cả nhá. Mày mời tất cả anh em nhá. Mày có thứ cả thứ này nhá. Mình có ăn đấy. Lên. Lên. Thứ cả đi nghe cảm ơn thứ cả nhá. Đi là chúc riêng thứ cả, mỗi người hai chén thôi xuống. Cán rồi. Được rồi, một chén. Nhiều lắm. Mày nhớ gì? Tí nữa, lấy thứ cả đi xuống ở lương thực kia lấy lại đúng không? Thế cái kia đâu đúng. Thôi anh em ra đi. Rồi. À, muốn tiếp. Anh em rau cỏ thì nhỉ. Thôi. Thôi ra rau cỏ đi. Hôm nay em Thơm học được một khóa đánh tiết canh của chú Dũng các bạn ạ. Khá bằng mì chính. Không ngờ anh em mà không ngờ như thạch. Bây giờ thì có chú Dũng làm thì anh em cũng nhàn đi. Không biết chú Dũng học ở đâu nhỉ? Nhưng mà trước đây cho hãm mà một nửa muối, một nửa mì chính thì mình cũng gặp lần đầu tiên trong đời. Ừ. Nhưng mà chú Dung không biết chú ấy cũng học ở trên là
Thôi mời anh Dũng nhá. Thế thì phải mời thôi. Chúc anh mời trước đi chủ nhà để xem mà. Không, tất cả đi, tất cả đi. Rồi, hả, cái canh bằng kiểu này. Mời ăn không lâu mới thôi. Ui, càng này nha. Càng đi, tôi gọi chú Dũng xuống ngủ nhá. Ngủ, đánh cái canh nhá. Có mang, có việc gọi chú Dũng. Em vừa tập làm thôi, sau này nếu mà thành công thì... Cái này được rồi, nhưng mà mai kia lấy... Không có một tí nước nào. Không có một tí nước nào anh em ạ. Không sắp sắp gì đúng không? Cái này, chú anh lần sau thì chỉ có bứt. Chú anh còn hỏi chú Dũng nhiều. Thế lần sau thì mình làm người cho anh chế cho anh chế cho anh chế không có tí nước nào chứ căng nhẹ căng nhẹ lần sau này chú anh như thành Long Hải luôn đấy. Mọi lần chú Dũng bảo là không tranh được chú anh cũng câu nói này cái tranh nó gọi là thành tiết rồi câu nói này có vẻ đúng đấy. Vừa mời anh em ạ. Mời anh em lên tiết canh nhá. Tiết canh công thức cho Dũng mình cũng học được rồi bây giờ. Ok rồi. Rồi về nhà em thôi mà ngủ con mà. Đúng mà. À thế ngày mai anh em mình bảo em thơm mình đầu tư cho một con ngan để em thơm thực hành tí nhỉ. Xem thế nào. Nếu mà ok học mà xong thì phải biết thế nào ấy nhỉ. Anh cảm ơn em nhá. Cảm ơn thầy tí đúng không? Ơi chú Dũng. Cảm ơn thầy. Phải cảm ơn thầy. Phải có quà cho thầy chứ. Cái này chú anh gọi. Cái này rồi chú Dũng phải làm một cái bằng đây chú anh này nhiều quá thơm nhiều quá nhiều anh Thôi nếu mà em Thơm mà làm đông ấy, em chú Dũng phải làm cái bằng tốt nghiệp khóa tiết canh cho chú Dũng em Thơm. Không cái gì cái hôm nay thưởng cho chú Dũng một chén á. Cái gì thì cái đúng không? Không ngờ tiết canh này. Không ngờ nhỉ? Trong đời nhìn thấy nó đông như kiểu không có một tí nước nào mà. Thế như con này không có nước là sao ấy? Sợ thật đấy, sợ. Con này chắc là chỉ đoán tản tiết hay sao ấy? Cái này chú anh sợ chú Dũng là nhỉ? Đông như kiểu ở quán luôn nhỉ? Ừ, nhưng mà kiểu cảm giác mình không quen ăn hay khó ăn tí đúng không? Được nhai, được nhai. Không mạnh luôn nhá. Anh em đây đây. Kiểu mình cũng quen ấy, cảm giác hơi nhai, nhai tí đúng không ạ? Ui, nhai này múc nhai, khó nhai mà răng thế nhỉ? Cái gì nhai nữa cãi cả răng chứ nhai khó lắm. Nhai khó răng thưa nhưng mình nhai khó thật. Thôi em đến đi há một tí đi sợ nó rồi. Nhai khó ai à vua xuống múc còn khó ấy. Nhai này có tuổi cho anh nhỉ? Đông nhai quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Phải nói là mỏi hết cả hàm mỏ. Ở đây Thơm xuống khô là vì nó nhai quá. Mỏi thì cũng phải xuống đi đúng không? Mỏi cũng phải xuống đi. Mỏi hàm lắm. Rồi như thế này cơ mà anh em. Không ngờ chứ anh em ạ. Cho dù mỏi nhưng mà vẫn chịu khó lắm. Chắc hôm qua hôm kia chú Dũng cười mình ác ấy nhở. Đâu em bảo rồi. Mẹ chú anh làm nhé. Em bảo em quá. Em cứ chạy mình thôi. Thế chú anh làm tôi còn cười lắm chứ mà thế. Tao còn nôn ra ấy rồi. Bây giờ riêng cái canh này có chú Dũng đánh ok đúng không? Ừ sợ thật đấy chú Dũng. Không ngờ chú Dũng lên tay ác thế. Mình để ý chú anh đánh chú Dũng. Bây giờ bác Vinh còn thua nhiều. Chắc là thua từ mình mới có xe gia đình thôi ạ. Không ngờ. Còn đó, nhưng mà đánh kiểu này đánh một kiểu này con làm ra. Khai ác này. Nhờ. Đúng rồi. Một con làm ra đúng không? Chia đôi ra thì là 2 bên uống nước thì mỗi bên 10 bên 20. Vẫn nén lượt mình à nhỉ. Một cái chín một cái gọi là nửa đi. Sợ cho anh làm miếng to quá không nén lượt mình nữa. To lắm ngợi. To lắm ngon. Mà thấy nhờ. Đông quá đúng rồi là con nó quá luôn. Mỏi hết tham mỏ chứ. Cái quá ăn là gì? Mỏi hai quá chưa này. Này tập ăn gì ăn nhỏ mà thế. Mình đang nhai đá ở Kim Thành ấy. Rồi rồi. Đang nghiền mỏ đá đúng không? Mỏi hai chưa này. Mỏi hai đã chưa này lắm à? Mỏi hai chưa mỏi không? Mỏi hai nè. À có nghe thấy không? Nhà chú anh có dầu gió ở tiết không? Bôi vào cái đó mỏi đi. Chuyện đắp tiếp. Tí ăn xong mình mới bôi đi. Hai thái dương thì mỏi lắm rồi. Em thơm mỏi. Đến nơi nó còn nhức ra. Nhức và thái dương ra. Em gió hơi căng nhỉ. Càng lắm tôi Dũng đánh tích anh như thế này. Anh em cũng sợ ra ấy. Sợ lắm. Sợ gì anh em. Đúng rồi đấy đó. Chỉ được hai muốn nước rồi. May còn là mấy em mình đấy, những người khác thì anh em chắc không học hỏi được đâu. Đúng không? Mình phải ép nó bằng như này. Nó phồng lên đúng không? Nếu em mình nhai được. Có khi phải dùng cái vòng kim cô tôi nó không ấy. Chú Dũng chuẩn nhất là công thức kiểu này là
học được đâu nhỉ? Học được đâu? Tự học ra hay là tự nghĩ sáng tác ra? Nhưng mà tự sáng tác ra cũng hơi căng ấy. Mình học ở bố chứ. Thế bố thiệt có thấy bố làm bao giờ nhỉ? Bố thấy bố đánh... Đó là bố cũng bảo chắc không tranh được anh mừng với em. Các kiểu như chắc là thế luôn. Thấy, thấy bố thiệt làm ấy. Chú anh à, thấy bố thiệt cắt con dê ấy. Thì được đúng con dê tiếc là khô luôn. Khô à? Chắc là kiểu đấy, chắc là bố thiệt không tranh được hoa ban với anh mừng. Cũng ngại với hoa ban. Thôi, anh em bên đi. Bố con sợ tình cảm đi xuống đúng không? Ừ. Thôi, nhờ em, thằng nghe. Bố thì không tranh được với con. Ừ. Thà rằng này cho... Cứ để bố làm đi đúng không? Ừ, cứ để con làm đi đúng không? Con làm. Giờ bố già thì cứ thương bố. Chỉ việc ăn thôi đúng không? Ờ, nếu mà bố mà ra tay thì lâu cứ. Đấy. Các con cũng ngay được. Ờ. Các con nó rằng nó yếu rồi. Ai à. Ừ. Ai da. Ngọt nước thật. Cái cành này là ngon. À, vừa ăn tay. Thôi anh làm đi, bố lọ luôn đi. Lọ đi ăn đi anh em ăn đi. Thoải mái mà. Đây nó khánh đi. Chuẩn ăn đi. Cảm giác hơi mặn tí nhưng mà đông vẫn đông cứng. Thế nên mình sợ. Mình bảo em thơm rồi mới mặn mới ăn mới ngon. Cảm thấy mặn thì vừa. Mình quen ăn mặn rồi vừa. Không ăn mặn nó mới ngon. Hơi mặn hơi. Tiết cành hơi. Nhưng mà mình quen ăn mặn là được. Còn nhiều anh em không quen ăn mặn rồi. Không được. Là... giống như kiểu ớt chẩm chén thì tụi anh là không được luôn. Lộng vũ đi. À. Chán cái chanh thì mình tập ăn mặn để con ăn ngạt đi. Ừ. Để nó khát nước chứ. Con khát nước. Đời cha ăn mặn. Đời con khát nước nha em thơm ạ. Sợ em thơm lắm. Thôi cái bên đậu phụ đi. Đấy đi, ăn đậu phụ nhớ bác Vinh rồi. Đúng rồi. Vinh nhà có việc các bạn ạ, phải nghỉ tầm 10 hôm các bạn ạ. Anh em mình đâu xong rồi. Ngày mai nữa, à xong rồi, hôm nay là xong rồi. À ở trong họ thì có họ nhà bên nhánh chú có người mất các bạn ạ. Nhà chú nữa. Có người mất. Còn anh em mình thì hôm chính thì anh em mình hai ba hôm thì anh em mình cũng túc trực đi giúp rồi các bạn nhá. Nhưng mà mấy cái công việc như kiểu lấy cái gì ở nhà thì cái đây là phải gia đình tự làm. Nào anh em lên. Đó anh em mình nếu mà trong họ có người mất là kiêng đi làm là 10 ngày mà. Ừ, kiêng. Thì là làm qua làm ông hương, làm qua quán bán các kiểu là qua 10 ngày thì đâu ok mà. Qua không ship thì đâu ok. Đúng rồi. Nếu mà trong gia đình nào phải 5 ngày. Tao là kiêng các kiểu là 3 tháng. 3 tháng à? 100 ngày. Tưởng 77 49 ngày. Ai à. Má xuống. Lên anh em lên đi, cơm nước ăn đi. Ăn đi, thoải mái đi. Ủa giời, chẳng có gì, anh em chẳng mấy khi thăm nhau. Mình kiểu ốm ấy. Anh em chia đây. Không ăn gì ở nhà rồi. Ăn cái canh rồi. Không, chú anh quá. Lúc xuống ăn cái canh ấy, mình ăn cơm rồi. Ăn xong rồi gì? Nấu cơm ở nhà xong hết rồi. Không ăn cũng ngại. À. Vừa nó giận đúng không? Nó đánh ấy, ngại bảo là hôm nay là kiểu chú anh không nếu mà anh em cũng vẩn quá thì anh em làm măng chua kém rau sống thì hay hết mát này. Ngon mát người ngon hết. Chú anh này có cả một đàn gà luôn này, có cả một con gà mẹ với 1 đôi 2 đôi 3 đôi 4 rồi à? 7 con chứ nhỉ? Không con kia 8 con. Rơi xuống ruộng 2 con. Tiếc thế nhỉ? 1, 2, 3, 4, 8 con anh em ạ. 8 con nhỏ, 7 con chứ. Còn lại 8 con đi nhé, điếm nó cứ chạy đi chạy lại. Mong nó lớn còn phát cơn đúng không? Mong nó lớn lắm, lớn mà tiết canh nó nhỉ. Tiết canh thì Dũng hám nữa thì thôi. Dũng không? Tiết canh bây giờ Dũng. Dũng anh thì tốt nhất là nghỉ. Chú anh chắc nhà. Chú anh loãng lắm. Vâng. Chú anh bây giờ chỉ vào phần nhổ lông thôi đúng không? Thế em thì là thay chú à? Ờ. Bây giờ mình nhổ lông ngủ thôi. Chắc hầm ngọt thì chắc phải chết thôi. Cơm cua quá lắm nè. Bà Khải cũng chéo anh. Công thức này cũng là nên học anh. Nó có bây giờ nếu học nhớ hết rồi ok rồi. Đây bây giờ là hôm nay anh em đã tìm ra gọi là bậc thầy sư tổ tiết canh cho nhóm anh em mình. Anh em ở cùng nhau 3-4 năm nhưng mà không chịu căng rồi. Đâu rồi anh em thì cứ làm cho tôi em đánh suốt nhưng mà anh không để ý. Cơ bản là
sư tổ của anh em mình, các bạn chứ không phải sư tổ của ai nữa. Thì anh em bảo là không phải sư tổ. Đúng là từ cái đợt mà anh Châu đến mà đánh tiết canh ở chỗ nhà của Trăng ấy. Đợt đấy là mình đã nâng cao được Dũng là tay chẳng qua đấu tài. Vậy là có nghề rồi đúng không? Thứ hai là không trang được của anh. Bây giờ là anh em mình xin phép được kết thúc video của anh em mình tại đây các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào anh em nhá. Hôm nay anh em mình đã tìm ra chữ tổ tiết canh của nhóm sông Tây Bắc. Mời sư tổ tiết canh nhá. Sư tổ hay bị đổ ra rồi. Hôm nào nếu mà có bố thiện ấy thì mà bố thiện tức là thầy của chú Dũng rồi. Mà mình ở với nhau mấy chục năm, từ khi mình biết bố thiện ra mình còn không biết bố thiện đánh được bên này chắc là không tranh được hoa ban với anh mừng. Bố thiện nói ra thế chú Dũng chẳng nói gì. Không, mình cũng chưa tin bố thiện. Hôm nay thì mình mới tin thật. Bố thiện thì dạy công thức rồi đúng không? Rồi. Chứ thực ra mình